Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn xứ cho đến ý xứ? Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về nhãn xứ, tự tánh không của nhãn xứ, cho đến biết như thật về ý xứ, tự tánh không của ý xứ. Vì tự tánh của nội xứ là bất khả đắc, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học nhãn xứ cho đến ý xứ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học sắc xứ cho đến pháp xứ? Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về sắc xứ và tự tánh không của sắc xứ, cho đến pháp xứ và tự tánh không của pháp xứ? Vì tự tánh của ngoại xứ là bất khả đắc, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học sắc xứ cho đến pháp xứ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn giới cho đến ý giới? Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về nhãn giới và tự tánh không của nhãn giới, cho đến ý giới và tự tánh không của ý giới? Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn giới cho đến ý giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học sắc giới cho đến pháp giới? Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về sắc giới, tự tánh không của sắc giới cho đến pháp giới và tự tánh không của pháp giới? Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học sắc giới cho đến pháp giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn thức giới cho đến ý thức giới? Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về nhãn thức giới và tự tánh không của nhãn thức giới, cho đến ý thức giới và tự tánh không của ý thức giới? Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn xúc cho đến ý xúc? Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về nhãn xúc, tự tánh không của nhãn xúc cho đến ý xúc và tự tánh không của ý xúc? Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhãn xúc cho đến ý xúc. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tự tánh không của các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tự tánh không của các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học địa giới cho đến thức giới? Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật về địa giới, tự tánh không của địa giới, cho đến thức giới và tự tánh không của thức giới? Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát này cũng có thể học địa giới cho đến thức giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy cũng có thể học nhân duyên cho đến tăng thượng duyên? Phật bảo thiện hiện.
Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật nhân duyên là tướng trùng tử, đẳng vô gián duyên là tướng khai phát, sở duyên duyên là tướng nắm giữ, tăng thượng duyên là tướng không ngăn ngại, tự tánh vốn không xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện đó là đại bồ tát. Có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học các pháp do nhân duyên sanh ra? Phật bảo thiện hiện: lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết tất cả các pháp do nhân duyên sanh ra, không sanh không diệt, không đoạn không thường, không một không khác, không đến không đi, dứt các hí luận, bản tánh lặng lẽ, thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học các pháp do nhân duyên sanh ra. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học vô minh cho đến lão tử? Phật bảo thiện hiện: lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật vô minh cho đến lão tử, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, tự tánh vốn không xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học vô minh cho đến lão tử. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học pháp nội không cho đến vô tính tự tính không? Phật bảo thiện hiện: lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, đều không có tự tánh, hoàn toàn bất khả đắc, nhưng có thể an trụ, thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học pháp nội không cho đến vô tính tự tính không. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì? Phật bảo thiện hiện: lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật về chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, đều không hí luận, hoàn toàn không phân biệt mà có thể an trụ, thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học thánh đế khổ tập diệt đạo? Phật bảo thiện hiện: lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật khổ là tướng chèn ép, tập là tướng sanh khởi, diệt là tướng vắng lặng, đạo là tướng xuất ly, tự tánh rỗng không xa lìa hai pháp, là chân lý chắc thật của bậc thánh. Khổ tập diệt đạo tức là chân như, chân như tức là khổ tập diệt đạo không hai không khác, chỉ có bậc thánh chân chánh mới có thể biết như thật. Thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học thánh đế khổ tập diệt đạo. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa? Phật bảo thiện hiện: lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh và bất khả đắc, nhưng có thể tu tập, thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Phật bảo thiện hiện: lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh và bất khả đắc, nhưng có thể tu tập, thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo? Phật bảo thiện hiện:
Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh và bất khả đắc, nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát. Có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học tám giải thoát cho đến 10 biến xứ? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật tám giải thoát cho đến 10 biến xứ không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh và bất khả đắc, nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật cực hỷ địa cho đến pháp vân địa không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh và bất khả đắc, nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh, bất khả đắc, nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học năm loại mắt, sáu phép thần thông? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật năm loại mắt, sáu phép thần thông, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh, bất khả đắc, nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học năm loại mắt, sáu phép thần thông. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh, bất khả đắc, nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng? Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh, bất khả đắc, nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh, bất khả đắc, mà có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào biết như thật việc thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh và bất khả đắc, nhưng có thể tu tập thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật? Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật,
Thế nào là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học vô lượng vô biên Phật pháp khác? Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào biết như thật vô lượng vô biên Phật pháp khác, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh, bất khả đắc, nhưng có thể tu tập. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy, cũng có thể học vô lượng vô biên Phật pháp khác. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu Đại Bồ Tát biết rõ như thật các pháp như sắc vân vân đều sai khác nhưng không có lẫn lộn nhau, thì há chẳng phải là dùng sắc cho đến thức phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng nhãn xứ cho đến ý xứ phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng sắc xứ cho đến pháp xứ phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng nhãn giới cho đến ý giới phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng sắc giới cho đến pháp giới phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng nhãn thức giới cho đến ý thức giới phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng nhãn xúc cho đến ý xúc phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng địa giới cho đến thức giới phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng nhân duyên cho đến tăng thượng duyên phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng các pháp do nhân duyên sanh ra phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng vô minh cho đến lão tử phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng pháp nội không cho đến vô tính tự tính không phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng thánh đế khổ tập diệt đạo phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng bốn tịnh lực, bốn vô lượng, bốn định vô sắc phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng tịnh quán địa cho đến Như Lai địa phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng cực hỷ địa cho đến pháp vân địa phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng năm loại mắt, sáu phép thần thông phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật phá hoại pháp giới sao? Há chẳng phải là dùng trí nhất thiết trí phá hoại pháp giới sao? Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì pháp giới không hai không sai khác. Phật bảo thiện hiện, nếu lìa pháp giới mà có pháp khác có thể nắm bắt, có thể nói, thì pháp ấy có thể phá hoại pháp giới, nhưng vì lìa pháp giới thì không có pháp nào có thể nắm bắt được, nên không có pháp nào khác có thể phá hoại pháp giới. Vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn biết lìa pháp giới thì không có pháp nào có thể nắm bắt được. Đã biết không pháp nào có thể lìa pháp giới thì cũng không có thể tạo dựng giảng nói cho người khác. Thế nên thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát phải học tướng không hai không khác, không thể phá hoại của pháp giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, Đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì phải học gì? Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát nào muốn học pháp giới thì phải học tất cả pháp. Vì sao? Thiện hiện, vì tất cả pháp đều nhập vào pháp giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật,
Vì sao nói tất cả pháp đều nhập vào pháp giới, Phật bảo thiện hiện, dù Phật xuất thế hay Phật không xuất thế, thì các pháp vốn là pháp như vậy, đều nhập vào pháp giới, không có tướng sai khác không phải do Phật nói. Vì sao thiện hiện, hoặc pháp lành, pháp ác, hoặc pháp hữu ký, pháp vô ký, hoặc pháp hữu lậu, pháp vô lậu, hoặc pháp thế gian, pháp xuất thế gian, hoặc pháp hữu vi, pháp vô vi, tất cả pháp như vậy, đều nhập vào pháp giới vô tướng vô ti.